Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã đón xem và ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài. Quay trở lại phần tin tức là tin về thời tiết ở Australia. Biến đổi khí hậu rất có thể gây ra lũ lụt dữ dội ở Úc. Các nhà chức trách ở Australia đã ban hành thêm lệnh yêu cầu người dân rời khỏi nhà của họ vào hôm thứ Năm, sau khi mưa lớn gây ra lũ quét ở thành phố lớn nhất của nước này. Với các giới chức cảnh báo tình hình tồi tệ hơn sẽ đến và khoảng 500.000 người có thể phải đối mặt với lệnh di tản. Bờ biển phía đông của Australia đã bị tàn phá bởi một hệ thống thời tiết khắc nghiệt đã cắt đứt toàn bộ thị trấn và nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà và trang trại khi nó di chuyển về phía nam từ bang Queensland trong tuần qua. Trận lũ lụt năm thứ hai này xảy ra khi thời tiết La Nina, thường liên quan đến lượng mưa tăng lên, đã thống trị bờ biển phía đông của Australia trong suốt mùa hè. Tiến sĩ Nina Reader, một cộng sự nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu của Đại học New South Wales, nói rằng sự gia tăng lũ lụt rất có thể là do biến đổi khí hậu. 13 người đã thiệt mạng kể từ khi trận đại hồng thủy bắt đầu cách đây một tuần. Thời tiết khắc nghiệt và lũ lụt đang diễn ra trên diện rộng tại bang Queensland và New South Wales được đánh giá sẽ trở thành một trong những thảm họa thiên nhiên tốn kém nhất trong lịch sử của Australia, với mức tổn thất dự kiến lên tới 2 tỷ Úc. Một số người hâm mộ Chelsea buồn bã với tin là Abramovic bán câu lạc bộ. Thông báo ông Roman Abramovic, chủ sở hữu của Chelsea, giao bán câu lạc bộ vô địch Champions League vào hôm thứ Tư đã được chào đón bằng sự thất vọng của một số người hâm mộ. Tại nhà hàng Two Palliacasi Seal ở khu vực phía tây nam London như Stamford Bridge, một số tín đồ của Chelsea đã tụ tập để xem đội bóng của họ xuất phát phía sau khi thua hai quả nhưng ấn định chiến thắng là 3-2 trước đội bóng hạng 2 Luton Town ở vòng 5 FA Cup. Được trang trí với những chiếc áo thi đấu có chữ ký của các cầu thủ và cờ Chelsea cầm tay, những người ủng hộ rất biết ơn về nhiệm kỳ vô địch của tỷ phú người Nga và cảm thấy rằng ông phải trả giá cho cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Trước đó thì Abramovich cho biết sẽ bán Chelsea sau 19 năm kể từ khi mua nó, đồng thời hứa quyên góp số tiền thu được từ vụ mua bán này để giúp đỡ các nạn nhân của cuộc chiến ở Ukraine. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi buộc Abramovich phải chịu các lệnh trừng phạt sau khi Nga xâm lược nước láng giềng, ông trùm kim loại cho biết trong một tuyên bố rằng việc mua bán là vì lợi ích tốt nhất của các nhà đương kim vô địch bóng đá châu Âu và thế giới. Việc bán Chelsea sẽ không tiến hành nhanh chóng mà sẽ qua quy trình hợp lý. Ông sẽ không yêu cầu người mua phải trả bất cứ khoản vay nào của Chelsea, được cho là khoảng 1.5 tỷ bảng Anh, tức là 2 tỷ Mỹ Kim. Ông đã nói với các phụ tá của mình là sẽ thành lập một quỹ từ thiện. Quỹ này sẽ nhận tất cả số tiền thu được từ việc bán câu lạc bộ. Mỹ công bố kế hoạch ứng phó COVID-19 mới. Kế hoạch mới ứng phó với COVID-19 được chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố vào ngày 2 tháng 3, trong đó cung cấp thêm hỗ trợ để các trường học, doanh nghiệp duy trì mở cửa giữa đại dịch, đối phó và ngăn ngừa các biến chủng virus mới, cũng như giúp người Mỹ tiếp cận dễ dàng hơn với các loại thuốc có thể ngăn COVID-19 diễn tiến nặng. Hôm nay, chúng ta có các công cụ cần thiết để bảo vệ lẫn nhau và điều trị COVID-19. Jeff Zinn, điều phối viên ứng phó với COVID-19 của Nhà Trắng cho biết, trong họp báo ngày hôm qua, đề cập đến khẩu trang, xét nghiệm, giám sát biến chủng, vaccine và phương pháp điều trị. Nhiều ưu tiên chống dịch cho Nhà Trắng đề xuất sẽ cầm Quốc hội phê chuẩn ngân sách tài trợ. Ông Zinn nói, song không nêu chi tiết. Điều phối viên của Tòa Bạch Ốc cho rằng Mỹ đã đạt được những bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống COVID-19 kể từ khi ông Joe Biden nhậm chức, song cần nỗ lực nhiều hơn để chuẩn bị đối phó với bất cứ biến chủng lẫn đợt bùng phát nào sẽ diễn ra trong tương lai. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì người xem Tổng thống Joe Biden đọc thông điệp liên bang ít hơn Tổng thống Trump. Joe Biden thu hút hơn 38 triệu người xem ở Mỹ khi lần đầu đọc thông điệp liên bang ít hơn mức 45 triệu của người tiền nhiệm Donald Trump. Theo như thống kê của Nielsen, 38,2 triệu người ở Mỹ đã theo dõi trên 16 mạng truyền hình khi Tổng thống Joe Biden lần đầu tiên đọc thông điệp liên bang trước Quốc hội tối 1 tháng 3. Con số này cao hơn mức 26,9 triệu người theo dõi khi ông đọc thông điệp thường niên tại phiên họp chung của Quốc hội tháng 4 năm 2021. Mối quan tâm tới tình hình Ukraine được cho là yếu tố góp phần làm tăng lượng người xem của bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden. Khi ông đọc thông điệp liên bang,
Fox News có lượng người xem lớn nhất với 6,9 triệu, ABC với 5,9 triệu và CNN là 4,6 triệu. Tuy nhiên thì tổng số người xem tổng thống Joe Biden đọc thông điệp liên bang thấp hơn người tiền nhiệm Joe Biden, của ông là Donald Trump. Ba bài phát biểu đầu tiên của tổng thống Donald Trump trước các phiên họp chung của Quốc hội đã thu hút 45 tới 48 triệu người xem. Người Việt ở châu Âu đùm bọc đồng hương từ Ukraine đi lánh nạn. Ukraine là quốc gia có đông người Việt sinh sống, cũng giống như người bản địa, chiến tranh đã khiến cuộc sống cộng đồng người Việt ở đây bị rơi vào cảnh nguy hiểm. Kể từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 tới nay, đã có hơn 1 triệu người từ Ukraine đã đi lánh nạn ở các nước châu Âu lân cận. Trong số này có không ít là người Việt Nam. Ngay từ khi tin tức về dòng người tị nạn từ Ukraine đổ về các cửa biên giới để tìm cách thoát khỏi chiến tranh, người Việt ở các nước lân cận như Ba Lan, Romania, Cộng hòa Séc đã lập tức kêu gọi hỗ trợ. Mạng xã hội Facebook cũng đã được sử dụng để làm nơi thông báo về các hoạt động hỗ trợ của người Việt ở các nước khác nhau, giúp người lánh nạn có thể tìm đến và nhận sự giúp đỡ. Từ cung cấp nhu yếu phẩm tại cửa biên giới, hướng dẫn thông tin, quyên góp tài chính, huy động phương tiện để đón người tị nạn, đến cung cấp chỗ ở và nuôi ăn. Tất cả đều được cộng đồng người Việt ở các nước tại khu vực chung tay thực hiện. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, ông Phan Châu Thành, một doanh nhân người Việt tại Ba Lan, nói về sự hưởng ứng của cộng đồng người Việt tại đây trước sự việc hỗ trợ người tị nạn đến từ Ukraine. Chưa thể kiểm soát COVID-19 trước năm 2023, xem coronavirus là bệnh đặc hữu. Việt Nam trong tháng 3 đặt mục tiêu tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh tại các tỉnh, thành tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh và xem COVID-19 là bệnh đặc hữu. Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đưa ra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 diễn ra hôm 3 tháng 3. Thủ tướng Việt Nam qua đó dự báo tình hình tháng 3 và những tháng tới sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức. Do đó thì ông Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải nắm vững tình hình, diễn biến thế giới và khu vực để báo cáo cấp thẩm quyền đưa ra giải pháp kịp thời. Riêng vấn đề kiểm soát dịch bệnh thì ngoài việc xem coronavirus là bệnh đặc hữu, ông Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu đánh giá tình trạng kháng thể bảo vệ trước SARS-CoV-2, đồng thời là tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có biện pháp kiểm soát hiệu quả, bình thường hóa với dịch bệnh. Tại cuộc họp thì Bộ Y tế dự báo dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Bộ cũng cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới và các quốc gia khác nhận định chưa thể kiểm soát được COVID-19 trước năm 2023. Tuy vậy, đại diện Bộ Y tế cho biết là mục tiêu trước mắt sẽ đạt tỷ lệ bao phủ vaccine toàn quốc, cung ứng vaccine giảm tối thiểu 30% tỷ lệ tử vong do COVID-19 kể từ đợt dịch thứ tư bùng phát từ tháng 4 2021 đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 3,7 triệu ca nhiễm COVID-19. Trong đó thì 2,5 triệu ca được công bố khỏi bệnh và Việt Nam đã tiêm được tổng số là 195 triệu liều vaccine. Đèn chiếu sáng dần trở lại ở Đài Loan sau khi cúp điện toàn quốc. Các tài xế, người dân và hành khách đi tàu ở Đài Loan đã bị ảnh hưởng bởi sự mất điện trên toàn quốc vào hôm thứ Năm sau khi đèn giao thông và thang máy ngừng hoạt động. Một người đi xe tay ga cho biết, tôi đang đi xe cẩn thận, cũng có người liên tục bấm còi khi lái xe, mô tả tình trạng hỗn loạn giao thông xảy ra sau khi bị cúp điện. Đài Loan đang dần khôi phục nguồn cung cấp điện. Nhà điều hành điện lực nhà nước cho biết, trong một bản cập nhật, sau khi phần lớn miền Nam của hòn đảo và 5 triệu gia đình bị ảnh hưởng bởi sự kiện mất điện do một lỗi kỹ thuật tại một nhà máy phát điện lớn, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, dịch vụ bình thường cũng đã hoạt động trở lại trên tuyến đường sắt cao tốc giữa Bắc và Nam sau khi 3 chuyến tàu bị ảnh hưởng. Một số khu vực phía Bắc Đài Loan, bao gồm cả thủ đô Đài Bắc, cũng bị mất điện. Văn phòng của Tổng thống Thái Văn Anh cho biết, bà đã ra lệnh điều tra và khôi phục điện càng sớm càng tốt. Vâng, và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp buổi tối ngày hôm nay. Dưới ngôn viên Ngô Cát Linh và Trang Lương xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và đặc biệt là xin gửi lời cảm ơn tới các nhà bảo trợ của chương trình cũng như là BNT Insurance. BNT Insurance là một đội ngũ bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. BNT Insurance cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. BNT Insurance đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng và BNT Insurance có 3 địa điểm chính:
tại Bosa, thành phố Westminster, California, số phone là 714-531-3100. Tại đường Valgavi Avenue, thành phố Rosemith, California, số phone là 626-999-5865. Và tại đường Valley Boulevard, thành phố San Gabriel, California, số phone là 626-570-0342. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng kính chào và kính chúc quý vị có một buổi tối thật an lành bên gia đình và người thân, và tiếp tục đón xem các chương trình đặc sắc trên đài IBC TV.